Đầu tiên chúng ta đi vào chữ tịnh này. Chữ tịnh này mặc dù các bạn thấy đây là thuộc kanji N2, nhưng mà chúng ta rất hay gặp từ này khi mà chúng ta học cấp độ N4, N3 đúng không? Thì chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nhé. Các bạn nhìn thấy bức tranh thì có gì không? Hình như là người ta đang xếp hàng đúng không? Xếp hàng thành hai hàng chữ V. Hai hàng chữ V, chữ V. Hai hàng ngang, hai hàng dọc. Các bạn có để ý không ạ? Xếp hàng thành chữ V này. Các bạn nhìn thấy chữ V không ạ? Hai hàng ngang, hai hàng dọc. Hai hàng ngang, hai hàng dọc, rất dễ nhớ không? Chữ V này, hai hàng ngang, hai hàng dọc. Đây chính là chữ tịnh của chúng ta. Và chữ tịnh có nghĩa là xếp hàng. Chữ này thì chúng ta hay gặp nhất chính là trong nghĩa là narabu, đúng không? Narabu, sắp xếp, xếp hàng. Đây ạ, これ narabu, tịnh, xếp hàng. Thứ tiếp theo chúng ta cùng nhìn bức tranh nhé. Eo mite kudasai, これは何でしょう? Đây là như mấy con ma hay sao ấy. Một hàng con ma đang đi dưới trời mưa. Câu chuyện chúng ta linh hồn xếp hàng dưới trời mưa. Linh hồn xếp hàng dưới trời mưa. Các bạn thấy ở đây chúng ta có bộ gì đây? Chính là chữ tịnh của chúng ta ở bên dưới đúng không? Bên trên là vũ của chúng ta, nghĩa là mưa. Vậy khi chúng ta đem vũ, mưa ghép với tịnh xếp hàng thì chúng ta sẽ có từ mới. Đó chính là với nghĩa là linh hồn. Ví dụ như chúng ta có từ linh hồn, đề công. Linh ghép với hồn này, linh chuyển thành đề, hồn chuyển thành công, đề công, linh hồn. Hay là nghĩa trang, nghĩa địa thì sẽ là linh cộng với viên. Chữ viên, chúng ta từng gặp chữ viên này trong từ công viên đúng không? Khuôn viên, viên trường gì đó. Thì viên sẽ chuyển thành en, linh thành đề, đề in. Và nó có nghĩa là nghĩa trang, nghĩa địa. Ở Nhật xếp hàng là việc phổ thông. Đối với chữ này thì chúng ta sẽ thường hay bắt gặp nó với cách đọc âm omiyomi nhiều hơn đúng không? Chữ phổ thì sẽ chuyển thành fu. Ví dụ ở đây thường, bình thường thì sẽ là futsu. Phổ ghép với thông, futsu, thông thường. Futsu học rất nhiều đúng không? Ngay từ những cái bài N5 đầu tiên chúng ta đã học tàu thường đó, futsu. Hay là thường ngày, hàng ngày, sư đăng, sư đăng. Đây, phổ đoạn, đoạn chuyển thành đăng, sư đăng. Hay phổ biến, phổ cập, cập thì sẽ chuyển thành kiu, sư kiu, phổ biến. Từ này thì chúng ta thấy có gì đặc biệt nhỉ? Chính là chữ phổ của chúng ta đúng không? Đây, Nhật sẽ ghép với tịnh đúng không? Thành chữ phổ. Thế còn gì khác biệt nhỉ? Đó chính là chúng ta thêm bộ ngôn đằng trước. Các bạn nhìn thấy bộ ngôn đúng không ạ? Bộ ngôn chính là lời nói đúng không? Ngôn này, bộ ngôn này, tịnh này, nhật, ngôn tịnh nhật. Chúng ta có lời nói phổ thông đưa vào gia phả. Vì nó đọc là chữ phổ, âm Hán Việt của nó là phổ, nên các bạn cũng đoán được khi mà chuyển sang tiếng Nhật thì nó sẽ chuyển thành gì nhỉ? Đó chính là sư. Ví dụ như ở đây nước đi đây là ở trong chơi cờ đó, là kỳ phổ thì sẽ là kỳ, kỳ sư, cho các bạn nào mà chơi cờ đúng không? Hay là gia phả, gia thánh, ca, ca sư, ca sư, gia phổ, gia phả. Chư yêu và why this? Với hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thấy video của mình bổ ích thì các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh, like và share để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé.